Xin kính chào quý khách hàng của đồ gỗ Sơn Đông. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý cả nhà cũng như quý anh chị nhà mình một bộ bàn ghế. Mà khi nhắc đến cái chất liệu gỗ này thì ắt hẳn trong mỗi chúng ta đều phải ngạc nhiên và trầm trồ về cái sự quý hiếm và sự đẳng cấp mà cái dòng gỗ này mang lại cho chủ nhân sở hữu. Không những là cái chất liệu gỗ mà bộ bàn ghế còn mang một cái thiết kế truyền thống mang đậm phong cách Á Đông nữa. Và bộ bàn ghế có gì đặc biệt? Em mời mọi người xem hết video này nhé. Và một cái điểm đẹp đầu tiên của bộ bàn ghế này em muốn giới thiệu đến với khách hàng là cái tên của nó. Tên là bộ bàn ghế chị Ngọc Anh gỗ Gián Hương Vân Nu Chun. Đó quý vị, một cái bộ bàn ghế rất là đẹp. Bộ này thì bao gồm 10 món, gồm một cái đảng dài, 4 cái ghế đơn, một cái bàn trung tâm, hai cái bàn trà và hai cái đôn trang trí. Và nói về cái thiết kế của bộ bàn ghế này thì nó sẽ mang đậm một cái thiết kế truyền mây với những đường chạm rất là nhẹ nhàng, đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng. Nó sẽ làm nổi bật lên cái không gian nhà khi mà quý khách hàng để bộ bàn ghế này vào trong cái ngôi nhà của mình. Về màu sắc của bộ bàn ghế này, nó mang một cái màu sắc rất là tươi sáng. Nó sẽ không trầm như những cái loại gỗ hoặc là những cái màu sắc khác trên thị trường. Và cái điểm lục chạm của bộ bàn ghế này nữa quý vị, ở trên những cái tựa lưng và những cái tựa tay đều có chạm những cái bông hoa sen, là những bông hoa giống như là hoa mà quốc hoa của Việt Nam mình vậy, chạm nổi nha quý vị. Đó, và chạm trên nền gỗ luôn, sẽ không có hề đắp hay là chắc vép gì ở đây hết. Và chất liệu để tạo nên cái bộ bàn ghế này là một chất liệu gỗ Gián Hương Vân Nu Chun 3D. Đó. Vân Nu Chun ở đây là cái gì quý vị? Chúng ta có thể nhìn vào cái mặt bàn. Mặt bàn này thì nó sẽ thể hiện rõ nhất về cái vân chun này. Những cái đường vân đều nhau và uốn lượn cũng như là xoắn vào nhau. Phải mất qua quá trình hàng trăm năm, thậm chí là có thể nhiều hơn để mà có thể tìm ra, để mà cái gỗ nó có thể tạo ra những cái đường tự nhiên như thế này. Và bộ bàn ghế mà sở hữu cái vân Nu Chun 3D này ở trên bên ngoài thị trường á thì sẽ không có nhiều đâu quý vị. Nó sẽ tùy, không phải cơ sở nào cũng có thể sở hữu được cái khối gỗ, lượng gỗ nhiều để mà tạo được cái bộ bàn ghế mà nó rộng rãi như thế này. Không gian để cài đặt cái bộ bàn ghế này thì mình phải có một cái không gian đủ lớn, một cái không gian đủ lớn và một cái ngôi nhà nó mang cái hơi hướng truyền thống một tí, thì khi mà trưng bày bộ bàn ghế này sẽ rất là đẹp. Và ngoài ra khi mà quý khách mua bộ bàn ghế này á, bên em còn tặng kèm nệm và gối và kính nữa. Đó, nệm gối như thế này thì sẽ cho cái chúng ta một cái trải nghiệm gọi là êm ái này, dễ chịu trên cái nền gỗ mà nó sẽ không có mất đi cái sự giá trị của gỗ Vân Nu Chun đến với quý khách hàng. Thì bây giờ em sẽ ngồi để trải nghiệm cái bộ bàn ghế này. Rồi. Về kích thước chi tiết của bộ bàn ghế này thì em xin phép để ở dưới phần mô tả để quý vị mình có thể nắm rõ hơn. Thì ở đây thì chúng ta có một cái đoạn dài, dài lên đến là 2m2 nha quý vị. Đó, 2m2, nó gần như là dài bằng cái giường luôn rồi. Nên là chúng ta có thể ngồi hoặc là nằm thoải mái để nghỉ ngơi hoặc để ngủ nữa, cũng rất là hợp lý. Rồi, khi mà tựa lưng vào thì nó sẽ mang một cảm giác dễ chịu do không có quá nhiều cái đường chạm gồ ghề, nên là cái tựa lưng này mang một cảm giác thoải mái nè. Và cái ghế dài này cũng rất là độc đáo nữa. Và cái bàn chính là cái điểm nhấn của bộ sản phẩm vì nó có cái kích thước rất lớn, lớn nhất lên đến là 130cm nhân cho 180cm nha quý vị. Trên bàn, cái mặt bàn thì em đã nói với quý vị rồi, cái nền gỗ này sẽ không có dọc gỗ bên ngoài, nó mang một cái gần gỗ đẹp và xoắn rất là nhiều. Được trang bị những cái hộc tủ rất là tiện lợi, gồm 6 hộc, 3 hộc đối diện hai bên để tăng cái diện tích mà sử dụng của bàn ghế này. Kèm với đó là Ngọc Anh. Ngọc Anh là những cái điểm chấm tròn ở dưới chân của sản phẩm, nó mang một cái điểm nhấn ở dưới chân
đó, nó sẽ có điểm nhấn từ đầu cho tới chân của bộ bàn ghế này, tạo nên cái sự cứng cứng chắc mà bộ bàn ghế này có thể sử dụng rất là lâu dài. Và hiện tại á, cái số lượng bộ bàn ghế như thế này trên thị trường thì rất là ít rồi à, nên là quý vị nào có muốn em tư vấn trực tiếp thì hãy đến ngay số địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, hoặc có thể gọi vào số hotline của em là 0397486643 để gặp em Tường tư vấn thêm về sản phẩm nội thất. Và bây giờ em xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.